Kim Nhung xin kính chào các khán giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi được The Kim Nhung Show. Và thưa quý vị, ngày 29 tháng 11 vừa qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời, hưởng thọ 100 tuổi. Và ông Kissinger không phải là một ngoại trưởng bình thường trong chức vụ đứng thứ ba của quyền lực hành pháp Mỹ. Và trong thập niên 1970, thì ông Kissinger với cương vị Ngoại trưởng, Kim Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia, dưới thời Tổng thống Richard Nixon vào năm 1969 đến năm 1974, đã tham gia nhiều sự kiện đánh dấu những thay đổi quan trọng trên toàn cầu trong quá trình Mỹ mở cửa ngoại giao với Trung Cộng và thực hiện những cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược giữa Mỹ và Liên Xô. Quan trọng và cụ thể hơn cả đối với lịch sử Việt Nam là đã xây dựng và thực hiện cái việc ký kết Hiệp định Ba Lê vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 dẫn đến lần sụp vỡ miền Nam trong ngày 30 tháng 4 1975. Ngày hôm nay chương trình được Kim Sô với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng tôi có buổi nói chuyện về nhân vật lịch sử này trong tương quan đối với người và vận mệnh đất nước Việt. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng Kim Nhung xin rất hân hạnh kính chào nhà văn Phan Nhật Nam. Kính chào cô Kim Nhung, xin kính chào quý khán giả đài SBTN. Dạ vâng, thưa với ông, ông Kissinger là người duy nhất trong chính quyền lịch sử Mỹ và là cố vấn an ninh quốc gia kiêm ngoại trường đã kiểm soát chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ theo cái cách mà hiếm ai có thể sánh được. Đây là người là người thứ hai sau Tổng thống. Liên quan đến Việt Nam thì ông Kissinger cũng đã cùng với Ủy viên Ngoại giao Bộ Chính trị Cộng sản Hà Nội Lê Đức Thọ vào năm 1911 cho đến 1990 đã chia sẻ giải Nobel Hòa Bình vào năm 1973 do đã tham gia và thực hiện những cuộc đàm phán mật dẫn đến ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng 1973, chấm dứt cái sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ vào cuộc chiến trong cái tình thế Việt Nam, đưa đến lần sụp vỡ ngày 30 tháng 4 1975. Như vậy thì ông có thể tóm tắt những cái nét chính về ông Henry Kissinger để quý khán giả và nhất là giới trẻ sinh trường sau năm 1975 hiểu được ông Kissinger là ai. À, kính mời ông. Vâng, thưa cô Kim Nhung và thưa quý khán giả, tôi xin trả lời câu hỏi này. Không có ý nghĩ và giá trị như là sự phê phán không. Chúng ta không có khả năng và cái quyền hạn để làm việc ấy. Chúng tôi trong câu chuyện này chỉ căn cứ trên lời nói, việc làm của nhân vật tên gọi là Henry Kissinger đã thực hiện và đã nói ở trong lịch sử. Thưa quý vị, ông sinh ngày ba ở tại một cái làng gọi là vùng Bavaria ở miền Đức và năm tám thì ông ta đến Mỹ ông đã đến Mỹ và ông tốt nghiệp ở Harvard vào năm 1954 thì cái học vị đó đã giúp cho ông ta có một cái quan điểm mới về chiến lược và chính trị toàn cầu và năm 1960 sau khi ông Nixon đã thắng cử làm tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ thứ nhất vào năm 1969 thì ông uh, giữ chức vụ cố vấn hội đồng an ninh quốc gia và từ đó ông ta đã có mặt trong chiến trường đã quyết định về những chính sách ngoại giao của Mỹ mà đến giờ này cho nên 2023 hơn nửa thế kỷ thì chúng ta có thấy rằng ông ta là người duy nhất để giữ được hai chức thứ nhất là cố vấn hội đồng an ninh quốc gia và Ngoại trưởng Mỹ từ 1973 cho đến 1975. Thưa cái quá trình hoạt động của ông nó rất là phong phú và đa dạng. Và riêng về bản thân mà như cô Kim Nhung đã đặt trong câu hỏi là đứng về về vận mệnh Việt Nam và vùng Đông Nam Á thì ông ta có hai cái quyết định rất quan trọng. Đó là thứ nhất, vào những cái năm 71, 72 Ông ta có cuộc nói chuyện mật Mật là mật là sao Là lúc ấy chắc thật là sau này nó bạch khóa hết Thì ông ấy có hai quyết định rất quan trọng Quyết định thứ nhất Là thay mặt Tổng thống Mỹ là Tổng thống Nixon Để lấy cái ghế của Trong hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc Của Đài Loan để nhường cho Trung Cộng Đó là cái quyết định lịch sử Tối thượng quan trọng không phải đối với nước Tàu đối với nước Đài Loan, đối với Hoa Kỳ mà đối với ngay cả hiện tình thế giới ở ngay tại giờ phút này. Quyết định thứ hai liên quan đến vấn đề Việt Nam là trong một cái buổi họp kín, họp mật với chú Ân Lai có một cái ngày sáng rất là chính xác đó là ngày 9 tháng 7 ngày 71 ông ta đã có nói một câu mà chúng tôi trong chiến đàn này và cũng như trong các diễn đàn khác đã có nhiều lần nhắc nhớ là chúng tôi, chúng tôi tức là người Mỹ không bao giờ trở lại Việt Nam. We re-enter into Việt Nam. Cái câu nói đó đã xác định một điều là cái quan điểm nếu đã nói được chuyện với Tàu rồi thì không có hà cớ gì mà không nói chuyện được với Hà Nội. Và chính đó là cái nòng cốt để cho sau đó để tự nhiên cho ông lại đi Hà Nội chuyển cái câu nói đó cho Hà Nội và Đức. Đó là năm ngày 9 tháng 7, ngày 1971. Thì thưa quý vị, lịch sử đã cho chúng ta thấy năm 72, Hà Nội dùng hết cả 15 sư đoàn đánh vào ở trong Nam, đánh ở miền Nam và ký kết Hiệp định Ba Lê 27 tháng Giêng 73 và đưa đến cái hậu quả của ngày 30 tháng 4 1975 như là một chuyện tất nhiên. Thì những cái sự kiện của năm 71, 72, 73, 74, 75 kia vẫn được tiếp tục lặp lại là trong cái lần chiến tranh của Nga và Ukraine từ ngày 2022 đến giờ này thì ông ta đã có những ý niệm, ý niệm đó không biết có thực hiện hay không thì chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới đó là ý niệm nước Nga, à, Ukraine phải nhường cái phần phía đông lại cho nước cho nước Nga bởi vì ông có một quan điểm mà đã nói ra lời là Ukraine là một thành phần là một yếu tố của nước Liên Xô cũ tức là của nước Nga và riêng với bản thân của ông ta đã gặp ông Putin đến 17 lần trong cái trong cái thời gian qua và thưa quý vị năm 2023 này với cái số tuổi trước khi mất là đã 100 tuổi rồi ông ta đến Bắc Kinh và Bắc Kinh đã tiếp đón ông ta trong một vị thương khách có nghĩa là gì là cái nền đá tảng từ ngoại giao từ năm 1972 cho đến 2023 của tám đời tổng thống Mỹ từ Nixon từ C từ uh, Ford Carter, George Bush có bố con rồi Obama rồi Trump và cho đến Biden đó là cái nền đại tạng của ngoại giao Mỹ và ông ta vẫn là một thương khách của chính sách ngoại giao đó cho dù có lúc trong hiện tại giữa Mỹ và Tàu đang có những cái sự căng thẳng. Dạ vâng. À, cái hoạt động của ông Kissinger quá lớn và rộng quá, trải dài hơn nửa thế kỷ 20 cho đến ngày hôm nay. À, trên thời gian không có nhiều cho nên là ông có thể hạn chế để trình bày những cái sự kiện liên quan đến lần ký kết Hiệp định Ba Lê vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 trong tương quan Mỹ, Trung Cộng và Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hòa. Kính mời ông. Lời thưa cô Kim Nhung và thưa quý vị, muốn trình bày cái hoạt động của ông Kissinger một cách tương đối đầy đủ ít nhất chúng ta cũng phải cần nói rất nhiều Bộ nói chuyện thôi bây giờ theo cái lời yêu cầu của cô và cả thời gian chúng tôi chỉ hạn chế cái vấn đề giữa Kissinger Mỹ và Việt Nam đó là Việt Nam Cộng Hòa mà có liên quan đến cả Hà Nội nữa thì theo để trả lời câu hỏi này thì nhắc đến một cái câu của giáo sư Peter Zinoman của Đại học Berkeley dạy về khoa sứ là ông có một cái câu là dĩ Mỹ vi trung tức là tất cả các cái trung tâm vẫn là nước Mỹ, nghĩa là nước Mỹ là cái yếu tố để quyết định tất cả mọi tình hình, không phải cho riêng Việt Nam mà cho toàn thế giới. Thì riêng về Việt Nam thì tôi xin chứng minh như sau đây. Đó như uh, ký kết Hiệp định Ba Lê là 27 tháng riêng một ngày năm 1973. Nhưng mà trong lịch sử đã xảy ra cái sự kiện là tháng 10, 1972, lúc mà dầu sôi lửa bỏng ở Việt Nam đang nổ bùng cái trận chiến khốc liệt nhất trong mùa hè đỏ lửa mùa 1972 thì ông Kissinger đã có mặt tại tại uh, Sài Gòn để giao cho ông Tổng thống Thiệu cái bản dự thảo cũng có 16 điểm mà ông Tổng thống Thiệu cùng với ông cố vấn của thủ t... tổng thống lúc ấy tức là ông Hoàng Đức Nhã là một vị khách của chương trình Kim Jong Su thì tất cả đã thấy rằng đây nếu mà theo cái cái bản dự thảo của tháng 10 năm 1972 thì đó là một cái sự khai tử của Việt Nam Cộng hòa. Cho nên Kissinger đã có mặt tại Sài Gòn và ép buộc tổng thống thiệu phải ký kết và có một cái yếu tố là ông Nixon đã nói cùng với ông Kissinger để nói với ông Triệu ông Thiệu có ký hay không ký thì chúng tôi vẫn ký kết về Bắc Việt nghĩa là trong vấn đề ngoại giao chưa bao giờ để xảy ra một cái vấn đề mà nó lớn lao mà nó nó, nó, nó quay đản như vậy và nó khắc nghiệt như vậy thì rốt cuộc thưa với quý vị tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải bắt buộc phải ký kết ở cái, cái hiệp định Ba Lê của năm 1973 và đó là một sự bắt buộc mà đã xảy ra trong quá khứ và đã đưa đến ngày 30 tháng 4 75. Thế để kết thúc cái câu hỏi này thì cái, tất cả cái diễn tiến như vậy có phải là do tự ý một mình ông Kissinger hay không? Thưa việc thưa, không có. Nếu chúng ta nhìn lại chiến tranh Việt Nam khởi đầu từ nghị quyết Bắc Việt tức là Tonkin Gulf Resolution hoặc có cái danh số là 1145 a à, 11 bơ vân 1145 thì cái đó để mở đầu chiến tranh Việt Nam ký kết vào ngày 7 tháng 8 1964 dưới thời của tổng thống Johnson mở rộng chiến tranh Việt Nam và cái chiến tranh Việt Nam đã được kết thúc vào ngày 30 tháng 4 75 mà đúng ra là ngày 27 tháng giêng 73 là những người Mỹ cuối cùng đã bước chân lên máy bay để đi về Mỹ và chính bản thân tôi là một thành viên của bang liên hợp đã đứng đếm từng người ở trong tầng số nhất thì tất cả cái diễn tiến mà như tôi vừa trình bày với quý vị từ cái nghị quyết Vịnh Bắc Việt ngày tháng 11/45 của ngày 7 tháng 8 ngày 64 cho đến kết thúc với ngày 30 tháng 4 75 thì trong một cái diễn tiến dài như vậy thì đã có mặt cụ thể ở trong những cái vị trí cốt yếu quyết định của ông Kissinger với một cái kết quả là 58.222 người lính Mỹ đã mất và nước Mỹ đã tiêu tốn hơn 100 tỷ đô la. Thưa với quý vị, trong cái diễn thường, cái bi kịch dài như vậy của Việt Nam, của chiến tranh Việt Nam, của nước Mỹ, của cục diện đông nam á thì cố vấn an ninh quốc gia cựu ngoại trưởng kissinger vì ký kết hiệp định ba lê là để cho mỹ rút quân và ông ta là một trong những người có quyết định đó Vâng, Kim nhưng sẽ được phép để vào một số thông tin thương mại, thưa với ông. Xin phép với khán giả để chúng tôi vào một số thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình được kênh sâu và cội đài. Và hôm chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị với buổi nói chuyện với người lính viết văn Phan Nhật Nam về cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa qua đời thọ 100 tuổi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình được Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cua Canada. A, B, Chilitok cùng người Việt Nam. Thích cá giao, cả rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. fresh. BC, wow. Tuỳ quà, có siêu đồ như whisky cổ nhắc nè và đủ các loại bia. Chilitok của người Việt Nam. Ngay trung tâm lý đô Sài Gòn. ABC. Supermarket. Kim Dung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Dung Show buổi nói chuyện với nhà văn Phan Nhật Nam. Thưa với ông trở lại thì đầu tuần tháng 11 uh, chương trình The Kim Dung Show cũng đã có lần phát hành và nhắc lại tấn bi kịch chính trị do Mỹ giàn dựng từ năm 1955 cho đến năm 1963 được thực hiện cái màn cuối vào tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn, Việt Nam. Thì cái màn cuối có cái đoạn bi thảm như sau vào ngày 2 tháng 4 1975, sau khi Đà Nẵng thất thủ, Tổng trưởng Quốc phòng James Schlesinger trong một cuộc họp báo vẫn còn nói rất là cứng, đó là tương đối ít đánh nhau. À, có nghĩa là tương đối ít có đánh nhau. Vì ông Schlesinger, ông có à, muốn giảm thiểu cái tầm quan trọng của cái cuộc khủng hoảng quân sự à, đang xảy ra tại Việt Nam sau cái trận 30 thuật thất thử vào ngày 10 tháng 3 năm 1975. Bởi vì là... À, quan trọng hơn hết cái yếu tố chính trị đó là Mỹ không có cam kết gì khi mà ký hiệp định ba lê cái thành quả chính trị và ngoại giao của ngoại trưởng Kissinger đây thì ông nói về cái tấm bi kịch chính trị này à, qua cái vấn đề mà chính trị và ngoại giao của ông Kissinger thưa à, với cô Kim Nhung và thưa quý vị chúng ta không quan trọng hóa cái vị trí của ông Kissinger nhưng mà được quả tình cái quan trọng thật đó là qua cái sự kiện xảy ra trong ngày tháng 4 năm 1975 là như sau cái trận đánh ở vụ nổ bùng ở Văn Mi Thuộc ngày 10 tháng 3 75 thì đến ngày 2, 29 tháng 3 thì mất Đà Nẵng và sau khi đến mất Đà Nẵng thì coi như Việt Nam đã mất đến một quá mất hẳn một cái phần quan trọng nhất ở phía Bắc của Việt, Việt Nam Cộng Hòa. Thế ông uh, Bộ trưởng uh, Quốc phòng Lúc đó là ông Schlesinger Ông có một cái ý, uh, ý kiến rằng là Đừng có quan trọng hóa cái vụ Ở Đà Nẵng lắm, nó không có chuyện gì Quan trọng hết Và uh, Đây chỉ là Nếu có quan trọng thì đóng ở trong ngoặc kép vậy thôi Thế sự kiện như vậy có thật hay không Thì hóa ra không phải Vì đó là ngày 2 tháng 4 Nhưng đến ngày 8 tháng 4 uh, thì ông Bộ trưởng một cái uh, ông cô uh, một ông dân biểu, ông uh, một ông thượng nghị sĩ tức là ông Jackson của đảng dân chủ của Washington của tiểu bang Washington đã đặt ra câu hỏi. Thế như thế những cái mật ước ở giữa Việt Nam và Mỹ thì như thế nào? Và quốc hội cần phải biết, người dân Mỹ cần phải biết đó là ngày 8 tháng 4. Thì ông bảo rằng không có chuyện gì xảy ra thì những mật ước làm sao? Nhưng lúc ấy ông Kissinger ông nói chờ đi ông ra cốt trong quốc hội và ông bảo rằng không có cái gì quan trọng hết. Chỉ là tôi xin đọc nguyên văn là lời của ông Kissinger nói cùng với quốc hội Mỹ, nghĩa là nói với nhân dân Mỹ. Hoa Kỳ không có cam kết theo luật pháp nào hết với Việt Nam Cộng Hòa. Và những nghĩa, nghĩa vụ mà Hoa Kỳ chỉ là những cái cam kết về tinh thần hay không. Tức là ý nghĩa là sao? Là ông Kissinger, ông biết là hai đến 20, 27 cái mật thư mà ông Tổng thống Mỹ Nixon đã viết cho ông Thiệu trong những năm 71, 72, 73. Và ông những cái mật thư mà của Tổng thống Ford đã cam kết cùng lại với Tổng thống Thiệu trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tất cả những điều đó, những cái mật thư đó mà ở trong cái cuốn khi đồng minh thao chạy ông cựu bộ cố vấn về về của của tổng thống thiệu là ông nguyễn tiến hưng đã viết trong đồng minh thao chạy vũ một cái câu nói và bất cận nhân tình sao người chúng nó không nó chết cho lẹ đó là lời của Kissinger khi nói về cái thảm kịch đang xảy ra ở đà nẵng kể là sắp mất sài gòn và chỉ khi ngày khi mất sài gòn thì chính ông Kissinger đã kêu lên một câu bây giờ chỉ cần 10 một lữ đoàn thủy quân lục chiến là có thể chiếm được cả miền Bắc và quân đội miền Bắc đã để lại đã đưa vào trong Nam đã tấn công Sài Gòn bằng 19 sư đoàn con số 19 sư đoàn a à, 16 sư đoàn con số 16 sư đoàn này là con số liệu của Kissinger thưa về quý vị và thưa về cô Kim Nhung thì trong tất cả cái chiến tiếng cái bi kịch, cái thảm kịch của Việt Nam cộng hòa đối với Mỹ thì tôi dùng một cái lời của ông Siri Matak là ông thủ tướng của Campuchia nói cùng với ông ngoại trưởng à, với ông cố vấn Mỹ ở Campuchia trong ngày mà Campuchia thất thủ thưa vì đó là cái câu nói tôi chỉ ân hận là đã phạm một phai lòng lớn khi đọc đặt cái lòng tin tưởng với quý ngài cái câu nói này của ông Sirematak đối với ông cố vấn Din ở Campuchia là câu nói đúng nhất đúng là câu nói này phải đặt vào cho người Việt Nam đặt vào với cái chương trình Vâng, vâng để kết thúc trong cái uh, buổi nói chuyện ngày hôm nay thì ông có thể nhận định về cái đường lối chính trị của Mỹ ở trong cái tình hình hiện tại căn uh, tứ căn cứ trên những cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ với những uh, con người điển hình như là cựu ngoại trưởng Kissinger mời ông thưa AB, quý vị chúng ta phải kết thúc câu chuyện và với một cái nhận định nhận định này cũng phải là của cá nhân tôi hay ở trong buổi diễn đàn này mà cái nhận định này là của những cái người của quan sát viên có tiếng nói rất có giá trị ở trong chính giới mỹ thì đây tôi đọc xin đọc nguyên văn điều đó đáng nói nhất là cái Henry Kissinger chưa bao giờ ngưng bảo vệ bản thân và vị trí của bản thân mình trong lịch sử. Henry Kissinger đã bị quy kết là đã bán đứng các giá trị quốc gia của các nước khi Mỹ tìm kiếm sự hòa hợp với Moscow và đặc biệt với Trung Quốc. Có nghĩa là sao? Giới quan sát chính trị của Mỹ, người ta đã biết được rằng ông Kissinger không ngại ngùng để bán đứng cái vận mệnh của Việt Nam của Afghanistan của ngày hiện tại đối với của Ukraine chẳng hạn khi ông ta chủ trương để nói chuyện với Bắc Kinh với lại à, Moscow và đây là hai điểm mà rõ ràng nhất chúng tôi xin nhấn mạnh đấy là ông ta có quan điểm đừng có thúc đẩy nước Nga vào cái sự bế tắc để là gây ra chiến tranh và phải có mở rộng đối với hòa hoãn với là Bắc Kinh. Chính vì cái điều này đã tạo nên cái sự lớn mạnh của nước Tàu và đó là một đe dọa hiện tại ở tại uh, vùng Đông Nam Á mà chúng ta đã và đang thấy. Thì thưa với quý vị, để chấm dứt câu nói này thì chúng tôi xin kể lại một hòa cảnh để hiện thực cái quan điểm của nước Mỹ của qua một cái nhân sự gọi là Henry Kissinger đó là trong ngày 30 tháng 4 75 trên chiến hạm Blue Ridge tại à, bờ biển Việt Nam thì những cái người mà đã có những ý kiến trong sự sụp đổ nước Mỹ như là Stanley Cagno, David Ham, rồi New Sheehan, tất cả đã có chứng kiến cái sự sụp đổ của miền Nam và các người này đã có những cái trao đổi với nhau một cách ngượng ngùng nhưng mà người ta vẫn nói rằng là đâu người ta đã hoạt động Cho nước Mỹ Vì quyền lợi của nước Mỹ Thưa vì quý vị Các sự đối thoại Của Stanley Cardinal Của Hammerstein Của New Zealand Trên chiến hạm Blue Richard Trong sáng ngày 30 tháng 4 Cũng chính là cái lời nói Mà hôm nay chúng tôi xin kết luận Và giao lại trên diễn đàn này trong Kissinger Đó là luôn luôn lấy cái cớ là vì quyền lợi cho nước Mỹ. Thì quyền lợi cho nước Mỹ như thế nào? Lịch sử Mỹ và nhân dân Mỹ và chính phủ Mỹ, quốc hội Mỹ sẽ để đánh giá. Và đó là những điều mà ông Kissinger đã hiện thực trong suốt quá trình cái bi kịch chính trị quân sự của thế giới trong hơn nửa thế kỷ qua cho đến những giờ phút hiện tại năm 2023. Vâng, Kim Nhung xin rất là cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam cũng đã theo dõi câu chuyện và trình bày về một cái người cũng đã liên hệ rất là quan trọng trực tiếp đến vận mệnh của Việt Nam. Cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại với ông vào lần nói chuyện kế tiếp. Xin kính chào ông. Kính chào cô Kim Nhung và xin chào quý khán giả. SBTN đã theo dõi câu chuyện rất là nặng lòng nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe đến và đề cập. Xin cảm ơn vâng, cảm ơn ông. Xin cảm ơn các khán giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với nhà văn Phan Nhật Nam và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba và thứ năm tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào. Chương trình được Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá Canada. A, B, Cholitok cùng người Việt Nam. Thích cả rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. Wow. Tuỳ quà, tuỳ rượu đâu, rượu whisky, cognac nè và đủ các loại bia. Cholitok của người Việt Nam. Ngay trung tâm lý đô Sài Gòn. Supermarket